chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái cảnh đẹp nổi tiếng ở tỉnh Đắk Nông nha. Đây là thác Bút So nha. Và bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh ở đây cho mọi người cùng xem nhá. Đấy các bạn xem nè. Đây là mùa mưa nước rất là nhiều luôn nha. Đấy. Tạo ra một cái cảnh tượng rất là phong phú luôn. Ôi giời, ở đây họ để cái máy tưới rất là nhiều luôn ha. Đấy, các bạn xem máy tưới nhá. Nào mà địa chỉ là xã Đắk Bút So nha, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé mọi người nhá. Đấy, mình sẽ quay cùng cả nhà đoạn dòng thác, xong rồi chảy xuống dưới thác nhá. Đấy, cảnh quá đẹp luôn các mọi người. Đấy, nhìn cây luôn ha, rất là phong phú tuyệt vời luôn ha. Đấy, đấy đẹp chưa mọi người. Bây giờ mình đang đứng ở dưới cây cổ thụ và các bạn xem ở khung cảnh nơi đây rất đẹp và phong phú, những rừng cây âm u và những lá xanh mơn mởn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi tìm xuống dưới chân thác nhé. Bây giờ mình đang đứng ở trên đỉnh thác. Đây là góc quay từ trên xuống dưới. Các bạn thấy không? Ở đây có rừng cây âm u và rất nhiều cây cổ thụ. Phía xa xa mình nhìn xuống là dòng thác chính của Bút So, dòng thác ở trên cao chảy xuống tạo thành một làn khói phun sương bay lên trời cao. Bây giờ mình đang trên đường xuống dưới chân thác. Các bạn thấy không? Trước mặt mình là một đường ống. Đây là đường dẫn ống của hộ dân. Chắc họ sẽ đưa nước, bơm nước ở dưới lên để tưới cây. Đây họ xây hai hàng gạch đi xuống, mình cũng mon men đi xuống. Nhưng mà các bạn biết không, ở đây đường rất là trơn vì trời mưa. Nhưng vì đam mê và khám phá, mình quyết định đi xuống để quay cận cảnh cho các bạn cùng xem. We'll be right back.
Sau một chặng đường gian nan, vất vả và lặn lội, cuối cùng mình đã tìm đến chân thác. Các bạn thấy chưa, ở đây có một dòng suối chảy dài xuống phía dưới rất là đẹp. Dòng suối này cũng từ thác Bút So chảy xuống các bạn ạ. Bây giờ đang là mùa mưa cho nên nước rất là nhiều. Theo như mình được biết, thác Bút So cũng cách đây cũng có mấy năm đã tạo lên mấy dòng thác nối đuôi nhau, tạo lên một dòng thác Bút So đẹp và hùng vĩ. Và bây giờ mình mời các bạn cùng mình chiêm ngưỡng thác Bút So nhé. Đến dòng thác chính nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ quay khu vực dòng thác chính này cho mọi người cùng xem nhá. Ở đây có một cây cổ thụ rất là cao luôn. Và cái dòng phun sương kia là nước chảy xuống tạo thành sương nhá mọi người nhá. Đấy, đây như một cái chuyện là bức tranh mà mình vẽ lên đấy mọi người. Đấy, trời ơi đẹp chưa? Thế nhá, lên nào mọi người ơi, cùng chiêm ngưỡng dòng thác chính Bút So nhá. Đấy, đây là cận cảnh nhá, ok chưa? Wow, quá là tuyệt vời. Không có gì đẹp hơn đúng không mọi người? Thiên nhiên luôn ban tặng cho con người một cái không khí trong lành. Đó. Bạn xem còn gì đẹp hơn đúng không ạ? Tuyệt vời nhá.